Xin chào các em, chúng ta sang bài một số ID là 107 Bài toán này là bài toán vô cơ vận dụng cao mà đề minh họa năm 2021 Bộ ra dành cho các bạn sinh năm 2003 Theo thầy là bài toán khó Bài toán này nếu như mà cho các em ngồi nhà thì các em làm chắc là cũng làm được Nhưng mà nếu khi mà ốp thời gian để thi thì không phải bạn nào chúng ta cũng xử lý kịp thời gian Thế thì thầy sẽ làm video này để các bạn có thể theo dõi và chúng ta rút kinh nghiệm khi xử lý những bài tập như thế này để làm sao tiết kiệm được thời gian thứ nhất bài toán này quen thuộc ở chỗ nào quen thuộc ở hai cái chỗ này thôi hai oxit này thôi còn BaCl2 của thầy thì không còn quen thuộc nữa rồi đó như vậy kết quả là thầy sẽ có là Na2O BaO và BaCl2 bài toán này của thầy vì có chất ngoại lai là BaCl2 vì thế thầy không quy đổi vội mà thầy để nguyên khi phản ứng với nước thì hai oxit lại phản ứng với nước tạo ra hai kiềm NaOH và BaOH hai lần. Thế còn BaCl2 của thầy chỉ tan ra thôi và tạo ra muối. Phản ứng phụ của thầy là sục CO2 ở đây vào, CO2 vào hỗn hợp này. Thế thì khi sục CO2 vào hỗn hợp này thì bài toán trở lên khó hơn tương đối nhiều rồi. À, tại sao lại khó hơn? Vì cái thứ tự phản ứng của thầy nó không còn đơn giản nữa. Thế bây giờ làm thế nào để xử lý được phần thông tin này Thì trước tiên là Kem phải định hình được Cái đồ thị Mà người ta cho là Thì đồ thị của thầy như sau Thứ nhất Ở đoạn đầu tiên này của thầy Không phải là phản ứng một mình Đây thầy ký sự một này Ký hiệu số 2 này Và ký hiệu đoạn số 3 này Để Kem mường tượng ra Nó không còn đơn thuần nữa Vậy với đoạn số 1 của thầy Nó xảy ra đồng thời hai phản ứng Kem phải viết ở dạng ion kem có là cái gì à, thứ nhất là CO2 cộng với OH trừ để tạo ra CO3 2 trừ và nước sau đó Ba2 cộng của thầy sẽ phản ứng với CO3 2 trừ để tạo kết tủa là BaCO3 đó như vậy đoạn số 1 là biểu diễn đồng thời hai phản ứng này thế còn đoạn số 2 thì sao đoạn số 2 của thầy như thế nào nó còn phản ứng với lại một mình NaOH không à như hộ thầy đoạn số 2 vẫn còn OH trừ Vậy CO2 của thầy phản ứng với OH trừ Để tạo ra CO32 trừ vẫn tiếp tục xảy ra Đó Và tiếp theo nữa CO2 của thầy phản ứng tiếp với CO32 trừ Tạo tiếp HCO3 trừ Vậy tóm lại HCO3 trừ sẽ kết hợp với natri Tạo NaHCO3 Và dung dịch của thầy vẫn còn một chất nữa là NaCl Đấy Điều khó nhất là cái phương trình ion như này Còn đoạn số 3 thì sao Đoạn số 3 của thầy chỉ có một phản ứng viết ở dạng phân tử mà thôi Bởi vì lúc này của thầy đó là đoạn biểu diễn sự kết tủa nó bị tan dần tan dần ra Đó Tất cả hai lần Thế còn nếu như bạn nào đó mà không định hình được hai cái phản ứng 1 và hai này thì rất khó để xử lý bài tập này Như vậy thầy đã mô tả lại từng đoạn của phương trình Từng đồ thị để các em thấy cái phương trình xảy ra ở từng đoạn như thế nào sau khi có như này rồi thì công việc xử lý dễ, xử lý dễ dàng hơn rất là nhiều rồi À, thứ nhất là đề thi hỏi cái gì đề thi hỏi BACL2 như vậy các em phải tìm BACL2 rồi đó các em tìm BACL2 đặt số mon luôn rồi thầy là B mon đi bởi vì thầy đặt đỡ với trùng A ở đây <laughs> bây giờ xử lý cái đồ thị trước ở đồ thị của thầy ở đây nó cho A mon rồi do đó là A mon này chính là BACL3 không phải suy nghĩ nữa cái đoạn này của thầy là đoạn 3A 3A này của thầy là 3A của CO2 phản ứng với lại Các em hình dung là CO2 của thầy phản ứng để chuyển hết thành HCO3 trừ Nằm trong NaHCO3 như này Như vậy đây là 3A mol thì cái này phải bằng 3A mol Nghiễm nhiên dung dịch của thầy vẫn còn chứa NaCl Và bảo toàn clo thì sẽ là 2B mol Đó Ở đây thầy có là 2B mol Như vậy thầy sẽ bảo toàn natri thầy tìm ra được ở đây sẽ bằng là 3A cộng với 2B chia 2 sẽ bằng 1,5A cộng với B. BAC là 2 của thầy là B mol Bây giờ thầy có là BAO thì bao nhiêu? Thì các em để ý cho thầy như sau. Nhìn vào đồ thị, các em thấy cái đoạn này của thầy kết tổ mắc này là bằng 2A. Mắc là 2A nghĩa là gì? Nghĩa là BA2 cộng của thầy phản ứng hết sạch với C32 trừ vừa đủ luôn tức là ở đây thầy có là nhớ hộ thầy là chuẩn xác là ba 2 cộng hết đặt thì đặt mắc như vậy ba 2 cộng của thầy tổng là 2 a 2 a mà nó chui ở đây là b rồi thì đây của thầy ở đây sẽ bằng là 2 a trừ b đó hai a trừ b để tìm ra được ba sẽ là 2 là hai Kem lập hai phương trình với ẩn a và b là xong thì phương trình số 1 thầy có khối lượng rồi để thi cho khối lượng không đổ được về mol nghĩ đến bảo toàn khối lượng 62 nhân với lại 1,5A cộng B BAO của thầy là bao nhiêu? 137 cộng với lại 16 Kết quả là ở đây thầy có là 153 Nhân với 2A trừ B BACL2 là 71 cộng 137 208B Đó như vậy xong phương trình số 1 cần phải lập thêm một phương trình nữa bởi vì các em có hai ẩn số thì phương trình nữa các em dựa vào đồ thị thầy có như sau đoạn này thầy gióng xuống thì nó sẽ là a lấy đối xứng đoạn này là a đoạn này đoạn này phải là a thì đoạn này của thầy sẽ là a đoạn này a thì lấy đối xứng sang bên này đoạn này cũng phải là a vậy kết quả thầy có phương trình là gì 0,36 sẽ bằng 5a cộng a là bằng 6a như vậy thầy có phương trình 2 dễ dàng tìm được A luôn rồi 6A của thầy bằng 0,36 Tìm ra A bằng 0,06 luôn Thay vào phương trình 1 để tìm ra B Các em tìm ra B bằng 0,02 Đó Sau khi tìm được AB rồi Đề thi yêu cầu tính BACL2 Thì các em nhân vào là xong À nó hỏi số mon rồi có kết quả luôn rồi Như vậy thầy có BACL2 của thầy Có số mon cần tìm là 0,02 mon và đáp án ở đây thầy có là đáp án A. Ở bài toán này là bài toán khó ở phần xử lý đồ thị, vì đồ thị của các em không quen, do đó là các em không xử lý kịp. Đó